Mình theo chủ đề, theo chủ đề từ chỉ việc học tập phần 4. Từ quận tiếng Anh. Theo chủ đề từ chỉ việc học tập phần 4 số 1 là now in là hiểu biết, now in là hiểu biết. Now in là hiểu biết. Số 2 là in in rất triệt, không được dạy dỗ. In in rất triệt là không được dạy dỗ. Nên trách trị. Nên trách trị sẽ không được dạy dỗ. Số 3 là Unsure, không có học thức. Không có học thức. Unsure là không có học thức. Số 4 là Unintelligent là không thông minh. Unintelligent là không thông minh. In theo Simon. Số 5 là smart, là thông minh. Smart là thông minh. Số 6 là clever là khéo léo. Bảy là lazy là lười biếng. Số 8 là illiterate là mù chữ. Illiterate là mù chữ.
Euclides là một chữ. Euclides là một chữ chính. Số chính là thích 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 hè thích hết thích 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 hết đít là nguồn gốc. Thích hết đít. Thích hết đít là nguồn gốc. Thích hết đít là nguồn gốc. Rồi số 10 là đức. Đức là ngu xuẩn. Đức là ngu xuẩn. Đức là ngu xuẩn. Nam phim là hiểu biết. Tinh mi trắc tuyệt là không được dạy dỗ. Anh sợ mà không có học thức. Intelligent là không thông minh. Smart là thông minh. Level là khéo léo. Lý si là lời biến. Illiterate là một chữ. Thích hết là ngu. Đất là ngu sửng. Mình xin kết thúc từ vựng tiếng Anh theo chủ đề học tập bằng 4 giờ.